nàng mắc một căn bệnh chỉ có thể nói thật. Khi đang đánh vần hăng say trên giường với Bạo Quân, trong lúc ý loạn tình mê, hắn đã hỏi nàng, tiểu mỹ nhân, nàng là tiểu tiên nữ do ông trời phái đến thu phục chấm sao. Nàng không biết mình mắc bệnh lạ gì, chỉ nghiêm túc trả lời hắn ta, ta là nội gián được tể tướng phái đến để tiêu diệt hôn quân nhà ngươi. Bạo Quân mở to mắt mơ hồ hỏi, ngươi nói cái quái gì? Nói lại lần nữa, thật ra nàng rất muốn nói, chỉ là đùa thôi mà bệ hạ. Nhưng lời đến miệng, lại nói ra, ta chính là gián điệp được tể tướng phái đến để tiêu diệt hôn quân. Nhìn thấy khuôn mặt của Bạo Quân dần chuyển sang màu xanh, nàng biết mình xong đời rồi. Nàng còn chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm của Bạo Quân đã kề cận đến cổ mình. 20 kỵ binh gươm giáo chỉnh tề đến tận răng xông vào phòng, như đối mặt với kẻ thù lớn. Ngươi đến tột cùng là ai? Bạo Quân giống như đã biến thành một người khác vậy, lúc trước giống như con chó con dịu dàng đáng yêu, giây phút này lộ rõ bản chất, trở thành một con sói xấu xa đầy sát khí. Nàng mở miệng muốn nói gì đó, rồi vội vàng bịt miệng lại. Cái miệng này đã làm phản rồi, nàng không thể sử dụng nó nữa. Bạo Quân sai người bắt chéo hai tay nàng ra sau lưng, nên nàng không có cách nào bịt miệng nữa rồi. Tiểu tiên nữ. Bạo Quân cúi xuống nhìn nàng, nở nụ cười ấm áp. Nào, hãy nói cho trẫm biết, ai đã sai nàng đến đây. Nàng cắn răng thật chặt để mình không phát ra chút âm thanh nào. Nhưng cái miệng nói thật của nàng thực sự muốn làm phản rồi, không nghe lời nàng nữa, tự nhiên nói ra là tể tướng Mạnh Phổ sai ta đến đây. Phái ngươi đến để làm gì? Phối hợp từ trong ra ngoài, lật đổ hôn quân. Bạo Quân hít một hơi sâu, thấp giọng nói, vậy ngươi ở bên cạnh trẫm 3 tháng rồi, đã làm gì trẫm? Đồng hành với hôn quân ăn uống, tán gẫu, ngủ cùng. Còn gì nữa không? Không còn nữa. Ngươi không truyền tin cho tể tướng à? Bận rộn với việc yêu đương với hôn quân, quên mất đến việc tìm thông tin. Không đặt bẫy, để gài trẫm vào chồng à? Thật sự quá khó, nàng không nghĩ ra cách làm. Bạo Quân phá lên cười, tự nói với mình, Mạnh Phổ à? Mạnh Phổ, muốn dùng kế mỹ nhân kế để đánh bại trẫm, lại mang một kẻ ngốc nghếch đến đây. Cười chết mất. Hắn cười một lúc, rồi lại hỏi ta, này, tên thật của ngươi là gì? Lý Trước Trước, thúi lắm, làm gián điệp bên cạnh trẫm mà còn dám dùng tên thật. Nàng cắn môi nói, dù không thể dành cho ngài trái tim chân thành, ít nhất nàng cũng dành cho ngài tên thật của mình. Bởi vì lúc này mỗi câu nói của nàng đều là sự thật, Bạo Quân chợt ngừng lại, từ biểu hiện của hắn, hình như bị lời nói của nàng làm cảm động rồi. Dù sao cũng đã tình chàng ý thiếp 100 ngày, nói không có tình cảm thì là dối trá. Đêm hôm đó, Bạo Quân hỏi nàng rất nhiều, đào sâu tất cả mọi chuyện về Mạnh Phổ, nhưng luôn tránh xa hai vấn đề. Thứ nhất, liệu nàng có thực sự yêu hắn không? Thứ hai, mối quan hệ giữa nàng và Mạnh Phổ là gì? Khi trời sắp sáng, Bạo Quân phất tay, giam nàng ta vào ngục thất, giám sát chặt chẽ. Ngồi trong ngục tối, nàng tự hỏi, mình là một gián điệp, lại mắc phải căn bệnh chỉ có thể nói thật, liệu còn có lối thoát nào không? Tình thế thật là nguy cấp. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân. Bạo Quân đến, cầm theo một bình rượu lớn. Bước đi của chàng không vững, có vẻ như đã say khướt. Chàng lảo đảo bước vào phòng giam, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng chằm chằm. Nàng nghĩ mình sắp xong đời rồi, mình sẽ phải đi ăn chuối cả nải ngắm gà khỏa thân thật rồi. Bất ngờ, Bạo Quân ngồi phịch xuống đất, bắt đầu khóc lớn. Hoa hu hu hu, Lý Trước Trước nàng là kẻ tệ bạc, nàng hãm hại trẫm. Hu hu hu. Lúc này nàng mới nhớ ra, Bạo Quân khi say rượu có tính cách rất kỳ lạ, mỗi lần say đều khóc. Khi tỉnh rượu lại không chịu thừa nhận, nhìn thấy Bạo Quân khóc như thật, lòng nàng cũng cảm thấy đau xót. Nàng bò lại ôm chàng, đừng khóc, là ta không tốt. Đừng khóc nữa, nào. Bạo Quân lợi dụng tình hình ôm chặt lấy nàng, càng ôm càng chặt, cuối cùng nàng bị hắn đè xuống đống rơm khô mà đẩy xe bò. Ôi, 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 định làm cái gì đây? Cuối cùng, Bạo Quân thỏa mãn, ôm nàng đi vào giấc mộng. Nhưng nàng không thể ngủ được, luôn nghĩ về việc mình làm sao lại mắc phải căn bệnh chỉ có thể nói thật này. Nàng không ăn phải nấm độc ở Vân Nam, cũng không cắn thuốc đến mức hưng phấn. Là một gián điệp, nàng luôn cẩn thận từng ly từng tí, giữ cho đầu óc minh mẫn. Đến rượu cũng không dám uống, huống hồ là rượu thuốc. Đang lo lắng, bàn tay ôm lấy nàng kia lại động đậy. Bạo Quân tỉnh dậy. Chàng mở mắt, đồng tử màu đen sâu thẳm, như chứa đựng những âm mưu sâu kín. Lý Trước Trước, trẫm có một nhiệm vụ cho ngươi. Bệ hạ, xin hãy nói, ngươi hãy đến phủ tể tướng một chuyến. Hà, tại phủ tể tướng. Khi thấy nàng, Mạnh Phổ nghiêm túc. Nàng vào cung 3 tháng không hề có tin tức, sao giờ lại đột nhiên đến đây? Nàng gãi đầu. Là, Bạo Quân bảo thiếp đến đây. Cái gì? Hắn ta bảo nàng đến. Nàng bị lộ rồi sao? Ừm. Bộ mặt Mạnh Phổ trở nên lạnh lùng, ánh mắt chợt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Nàng hiểu nó là ý định giết người.
để ngăn chặn việc hắn loại bỏ nàng. Trước khi tể tướng kịp hành động, nàng vội vàng giải thích. Bạo quân nói hắn biết tể tướng không hài lòng với mình và hắn cũng rất không hài lòng với tể tướng, nên hắn quyết định sẽ đối đầu với chàng, xem ai sẽ là người cười cuối cùng. Còn ta sẽ chuộc lỗi bằng cách làm sứ giả của hắn. Mạnh Phổ nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nàng nuốt nước miếng. Đêm nay, Bạo quân sẽ đến Bách Hoa Lâu mua vui, chỉ mặc trang phục bình thường, chỉ dẫn theo 5 hộ vệ. Mạnh Phổ nheo mắt. Đây là lời Bạo quân bảo nàng truyền cho nàng à? Nàng vội vàng lắc đầu. Không, đây là thông tin thiếp tìm hiểu được. Thiếp nghĩ có thể nó sẽ hữu ích với chàng. Mạnh Phổ luôn muốn bắt cóc Bạo quân. Lần này Bạo quân chỉ mặc thường phục ra khỏi cung, là ít hộ vệ. Đây là cơ hội tốt để Mạnh Phổ tập kích. Nhưng Mạnh Phổ lại hỏi nàng. Nàng đã bị lộ, làm sao nàng có thể tin nàng? Nàng cúi đầu. Thiếp mắc một loại bệnh. Bệnh gì? Bệnh chỉ có thể nói thật. Mạnh Phổ nhíu mày. Ta đã nghe nói về loại bệnh này. Nàng mắc bệnh có thể là do bị Sơn Yêu nguyền rủa. Ồ, ra là vậy. Có vẻ như thiếp không phải là người tốt, đến Sơn Yêu cũng không thích thiếp. Nàng buồn bã cúi đầu, hành lễ với tể tướng. Đại nhân, thiếp thân xin cáo lui, trở về muộn sẽ bị Bạo quân của trách. Lý trước trước, Mạnh Phổ gọi nàng, giọng nói dịu dàng hơn nhiều. Ngài còn gì muốn phân phó? Nàng, vẫn khỏe chứ? Thiếp vẫn ổn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn ta, miễn cưỡng nở một nụ cười. Bạo quân thích thiếp, không nỡ làm gì thiếp, vẫn để thiếp tiếp tục phục vụ hắn. Mạnh Phổ né tránh ánh mắt nàng rồi ồ một tiếng. Vậy nàng đi đi. Nàng quay người rời đi, cuối cùng không đợi được hắn ta nói câu. Nàng đừng đi, hãy ở lại đây đi. Đêm đó, Bạo quân mặc thường phục ra ngoài. Nàng biết chàng ấy đi Bách Hoa Lâu tìm vui. Nàng cảm thấy bất lực. Hắn đã đụng chạm biết bao nhiêu phụ nữ, cao quý hay kẻ hèn mọn, sạch sẽ hay dơ bẩn, rồi lại đến gần nàng, còn khiến nàng mắc bệnh. Trời biết nàng bị Sơn Yêu nguyền rủa có phải là kết quả của việc phục vụ Bạo quân hay không. Đêm trở nên yên tĩnh, nàng đổi trang phục dạ hành, lẻn ra khỏi hoàng cung. Đi thẳng đến Bách Hoa Lâu, nàng biết chắc chắn Mạnh Phổ sẽ đến. Hắn ta luôn tâm niệm muốn làm gỏi Bạo quân. Vừa đến gần Bách Hoa Lâu, nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, tiếng nữ nhân kêu la chạy ra. Có vẻ, Bạo quân và tể tướng đã bắt đầu chiến đấu. Tiếng tranh đấu kéo dài, cuối cùng Bạo quân nhảy qua cửa sổ bỏ trốn dưới sự bảo vệ của 2 hộ vệ. Một lúc sau, Mạnh Phổ lảo đảo đi ra từ cửa chính, biến mất trong bóng đêm. Mạnh Phổ thất bại, không thể khiến Bạo quân bay màu. Nàng đuổi theo hướng Mạnh Phổ biến mất. Trong một con hẻm nhỏ, nàng tìm thấy Mạnh Phổ gần như bất tỉnh. Trên người hắn đầy vết thương do đao gây ra, rất đáng sợ. Nàng đỡ hắn ta dậy, đưa đến một y quán nhỏ. Một lúc sau, hắn tỉnh dậy. Nhìn thấy nàng, hắn cười khổ. Thực ra ta có thể giết chết hắn, nhưng ta lại muốn giữ mạng của hắn, kết quả lại thất bại. Nàng biết nguyên nhân Mạnh Phổ không giết Bạo quân. Tuy rằng nàng không đồng ý, nhưng cũng chỉ có thể ủng hộ. Thiếp phải đi rồi. Nàng sờ vào khuôn mặt tể tướng. Chàng hãy chăm sóc bản thân, thiếp sẽ tìm cách giữ chân Bạo quân, không để hắn truy đuổi chàng. Lý trước trước, Mạnh Phổ kéo tay ta. Đại nhân, có chuyện gì sao? Hãy bảo vệ bản thân mình. Nàng nghẹn ngào, rút tay ra rồi bỏ đi. Trở lại hoàng cung, Bạo quân ngồi trên ngai vàng, ánh mắt u ám nhìn nàng. Tiểu tiên nữ vừa đi đâu vậy? Đi cứu tể tướng. Nàng trả lời thật lòng, ai bảo nàng chỉ có thể nói thật chứ? Thật là trung thành. Bệ hạ bị thương rồi. Nàng nhìn thấy máu chảy dọc theo ngón tay của chàng. Để ta chữa trị cho ngài. Chàng nhướng mày. Xem nàng có thể khiến cho trẫm dễ chịu hơn không. Nàng tiến lại gần, giúp chàng cởi bỏ y phục, lộ ra cơ thể săn chắc. Lý trước trước, chữa thương. Chữa thương. Đừng nhìn những bắp cơ ấy. Nàng tập trung, bắt đầu kiểm tra cơ thể của Bạo quân. Một vết thương do đao chém từ vai kéo dài xuống sau lưng. Vết thương nặng như vậy. Mà chàng ấy vẫn còn có thể nói cười vui vẻ. Trước đây nàng đã xem thường chàng rồi. Chẳng trách Mạnh Phổ không cho nàng hành động mạo hiểm là ám sát Bạo quân. Võ công của Bạo quân quả thật không phải dạng vừa. Ngay cả cao thủ như Mạnh Phổ cũng không làm gì được chàng. Trước tiên nàng dùng khăn tay lau sạch máu. Sau đó lấy ra một lọ sứ nhỏ màu xanh lá cây, đổ ra một đống bột trắng. Bạo quân hỏi nàng đây là cái gì? Nàng nói đây là thuốc tốt cho vết thương do đao chém. Bạo quân gật đầu để nàng tiếp tục làm. Dù sao chàng ấy cũng biết nàng nói gì đều là sự thật. Nàng cẩn thận thoa bột lên vết thương của chàng. Bệ hạ, có đau không? Đau, nhưng trẫm thích. Bệ hạ thích đau sao? Trẫm thích cảm giác đau mà ngươi mang lại. Nàng im lặng, nếu tiếp tục nói chuyện với chàng ta, nàng sẽ cảm thấy buồn nôn. Thực ra bây giờ, cơ thể chàng ta trần trụi trước mắt nàng có thể dễ dàng lấy mạng hắn. Nhưng nàng cũng sẽ chết,
vì một mạng sống của kẻ khác, không đáng. Sáng hôm sau Bạo Quân tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái. Tiểu mỹ nhân, thuốc của nàng rất hiệu quả đấy. Nàng nói, ấy là bởi vì thể chất bệ hạ tốt. Bạo Quân nói, tiểu mỹ nhân, trẫm giao cho nàng một nhiệm vụ, đi xem tể tướng thế nào rồi, hôm qua hắn bị trẫm chém hai nhát, nghĩ lại chắc vẫn còn đau. Nàng hỏi Bạo Quân, bệ hạ không bắt giữ tể tướng sao? Hôm qua hắn suýt chút nữa lấy mạng chó của. Mạng của ngài mà. Bạo Quân ung dung ngồi trên long ỷ. Tình cảm giữa trẫm và tể tướng so với tình đồng chí của Jack với KICM còn bền hơn. Đêm qua chỉ là trêu đùa mà thôi, sao trẫm có thể trách móc hắn được. Nàng tìm thấy hắn thì cũng dùng cho hắn một chút thuốc đã dùng cho trẫm, để hắn mau chóng khỏe lại, đừng để hắn chết mất. Ồ, nàng rời khỏi hoàng cung với cái đầu răng đầy mây mù, thật khó hiểu. Dọc đường, nàng suy nghĩ lại mọi chuyện. Có lẽ Bạo Quân và tể tướng đều nắm giữ bí mật của nhau, không ai có thể giết ai. Mạnh Phổ đã trở về phủ tể tướng, yếu ớt nằm trên giường. Nàng cúi người bên giường, nhẹ giọng nói, đại nhân, thiếp đến thăm chàng. Mạnh Phổ mở mắt, hỏi nàng, cẩu hoàng đế kia thế nào rồi? Trạng thái tốt hơn chàng. Ồ, Mạnh Phổ lặng lẽ, lại hỏi, hắn phái nàng tới làm gì? Đến bôi thuốc cho đại nhân. Ồ, hắn tốt bụng thế sao? Chẳng lẽ là độc dược? Sao đại nhân lại biết? Quả thực là độc dược mãn tính. Mạnh Phổ cười một tiếng, mở ra y phục, lộ ra vết thương. Vết thương của hắn ở trên bụng, rất sâu. Nếu sâu thêm một tấc nữa thì ruột gan sẽ lòi ra ngoài. Nàng hít một hơi sâu, để ngăn lệ chảy ra. Sợ sao? Mạnh Phổ nhẹ nhàng hỏi nàng. Thiếp đau lòng. Ồ, nàng móc ra một lọ sứ nhỏ màu xanh lá, đổ ra một đám bột đỏ. Một bên bôi thuốc cho ngài ta, một bên giả vờ nhẹ nhàng nói, ngài nghĩ mà xem, cũng không phải muốn làm nghiệp lớn gì. Nếu trước đây chàng cưới thiếp, mua một căn nhà lớn ở quê, thiếp sinh cho chàng mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, sống một cuộc đời bình yên, không phải tốt hơn sao? Nhưng ta không muốn lấy nàng, lòng ta không hướng về nàng. Mạnh Phổ thản nhiên nói. Bàn tay nàng bôi thuốc cho hắn run lên, chạm vào vết thương, đau đến mức hắn nhíu mày. Trước, đại nhân, lòng nàng vẫn hướng về ta chứ? Nàng im lặng một hồi, rồi nói, đại nhân biết đấy, thiếp chỉ có thể nói sự thật. Đúng vậy, lòng thiếp vẫn hướng về chàng. Mạnh Phổ không nói thêm gì nữa, hắn cúi đầu, nàng không thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nhưng nàng cảm nhận được hắn ta đang hổ thẹn. Những ngày sau đó, nàng đều đến phủ tể tướng để bôi thuốc cho Mạnh Phổ. Mỗi lần, Mạnh Phổ đều hỏi, là Bạo Quân sai nàng đến sao? Nàng đáp, không, là thiếp tự nguyện. Mấy ngày sau, hắn ta nói, sau này nàng không cần đến nữa đâu. Nàng ngẩng đầu, Mạnh Phổ nghiêm túc nhìn lại nàng. Trước, có việc quan trọng hơn, ta cần nàng giúp. Nàng biết là việc gì, chẳng phải là tìm vị trí của Ngục Bắc Uyên sao? Lý do Mạnh Phổ không giết Bạo Quân chính là đây. Ngục Bắc Uyên là địa lao kinh hoàng nhất thiên hạ. Nơi đây giam giữ những nhân tài xuất chúng nhất của triều đại này, như quan văn trung thành, tướng lĩnh mạnh mẽ, quan lão có danh tiếng, dòng họ có ý đồ tranh ngôi. Và lý do họ bị giam cầm đều bởi vì đã đắc tội với Bạo Quân. Nhiều người liên tục muốn đến Ngục Bắc Uyên giải cứu họ, nhưng không ai biết Ngục Bắc Uyên ở đâu, ngoại trừ Bạo Quân và những tâm phúc của ngài. Nửa năm trước, nhạc phụ của Mạnh Phổ, hộ quốc công Lục Khản cũng bị giam vào Ngục Bắc Uyên. Từ đó, Mạnh Phổ bắt đầu lên kế hoạch giải cứu. Mạnh Phổ đưa nàng đến bên cạnh Bạo Quân, mục đích là để thám thính tin tức. Nhưng thông tin nàng thám được ít ỏi, hắn ta không chờ đợi được nữa, quyết định bắt giữ Bạo Quân, ép Bạo Quân nói ra vị trí của Ngục Bắc Uyên. Vì thế mới có trận chiến tại Bách Hoa Lâu. Bắt cóc thất bại, hắn mới nghĩ đến việc nhờ nàng giúp đỡ. Chỉ có khi nàng có ích, hắn mới thực sự nói chuyện với nàng, dùng ánh mắt chân thành nhìn nàng. Nàng nói, thiếp có thể thám thính ra vị trí của Ngục Bắc Uyên, nhưng đại nhân phải hợp tác làm một việc với thiếp. Việc gì? Bảo với Bạo Quân, đại nhân sẵn lòng lấy muội muội của hắn. Mạnh Phổ giật mình, nhíu mày. Người ta yêu mới mất chưa đầy nửa năm, ngươi coi nương tử của ta là gì? Nàng lạnh lùng quay lưng, trước cáo lui. Chờ đã. Nàng từ phủ tể tướng trở về hoàng cung, khi đi qua Trọng Hoa Môn thì bên phải đầu đột nhiên đau nhói. Một hòn đá rơi xuống đất. Nàng ngẩng đầu, thấy một cô nương béo đứng trên tường thành, dùng ná bắn đá vào người đi đường. Nàng ta tấn công mọi người không phân biệt, từ quan lại tới nô tỳ cung nữ, tất cả đều trúng đạn của nàng ta. Có người bị bắn đến chảy máu đầu cũng không dám tức giận. Cô nương ra tay ác độc này chính là em gái của Bạo Quân, công chúa Nhàn Trinh. Có thể nói, tên và tính cách nàng ta thật là tương xứng. Trong lòng nàng không khỏi tưởng tượng, nếu Mạnh Phổ lấy Nhàn Trinh, đó sẽ là một cảnh tượng thú vị như thế nào. Tối đó, Bạo Quân triệu kiến nàng. Chàng ta ngồi lệch về một bên trên ngai vàng,
tay phải cầm một bình rượu, ánh mắt vẫn tương đối sáng suốt, có vẻ là mời uống. Nàng quấn một cái băng trắng, cúi người hành lễ. Bạo Quân nhíu mày. Làm sao vậy? Bị thương à? Chỉ là bị công chúa Nhàn Trinh dùng ná bắn trúng mà thôi. Bạo Quân lộ ra vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn. Chàng ta rất bực mình với vị hoàng muội hư đốn này, luôn suy nghĩ cách để đưa nàng ra khỏi tầm mắt mình. Bạo Quân uống mấy ngụm rượu liền. Nàng lướt qua một ý nghĩ, tiến lên phía trước, cúi xuống bên tai Bạo Quân, nhỏ giọng nói. Sao bệ hạ không gả công chúa cho tể tướng? Nghe nói, lòng công chúa luôn hướng về tể tướng mà. Ồ, Bạo Quân lại uống một ngụm rượu, phản ứng khá lạnh lùng. Nàng tự hỏi đề nghị của mình có gì không phải. Lý Trước Trước, bất chợt, Bạo Quân gọi nàng. Thiếp ở đây, bệ hạ. Ngươi muốn trẫm gả muội muội cho Mạnh Phổ, lòng ngươi không đau sao? Không đau chút nào. Thật sao? Bệ hạ quên rồi sao? Thiếp chỉ có thể nói thật, không phải nàng thích hắn sao? Bạo Quân tiến lại gần ta, nhìn chằm chằm vào nàng, như muốn tìm kiếm một tia lừa dối trong mắt nàng. Nói cho trẫm biết, nàng và Mạnh Phổ có quan hệ gì? Trước đây Bạo Quân chưa bao giờ hỏi về mối quan hệ của nàng và Mạnh Phổ. Hôm nay, lại bất ngờ tấn công. Nàng nhìn thẳng vào mắt Bạo Quân, trả lời một cách thành thật. Thiếp từng thích ngài ấy, nhưng bây giờ không thích nữa. Thiếp và ngài ấy không còn quan hệ. Tại sao bây giờ không thích nữa? Bởi vì thiếp thích bệ hạ. Như viên đá ném xuống hồ nước tĩnh lặng, ánh mắt Bạo Quân chao đảo nhiều lớp sóng. Nàng thích chấm. Nàng không trả lời Bạo Quân nữa, mà vòng tay qua cổ chàng ta, dùng miệng mình bịt lấy đôi môi mỏng của chàng ta. Bạo Quân đẩy nàng ra, uống hết cả bình rượu. Mắt Bạo Quân mơ màng, tiếp tục kiên trì hỏi. Nàng thật sự thích chấm sao? Nàng lại bịt lấy môi chàng ta. Chàng ta lại đẩy nàng ra, hàng mi dài ướt đẫm. Mau nói, nàng thích chấm. Hu hu hu. Nữ nhân độc ác, cuối cùng nàng thích Mạnh Phổ hay là thích chấm? Chàng ấy đã say mềm. Nàng tiến lại gần tai chàng ta, môi chạm nhẹ lên vành tai, nhẹ nhàng nói, thích. Chàng. Bạo Quân hít một hơi thật sâu, đẩy nàng xuống giường. Trong khi tình cảm giữa hai người trở nên sâu đậm, chàng ôm nàng nức nở, trẫm vẫn không dám tin rằng nàng là gián điệp do Mạnh Phổ cử đến. Khi gặp trẫm, nàng đáng yêu đến nỗi khiến người nàng không thể từ bỏ, sao nàng lại có thể là gián điệp của Mạnh Phổ? Hu hu hu. Trẫm quá đau khổ. Nàng vùi đầu vào lòng chàng ta. Thiếp là một gián điệp không hoàn thành nhiệm vụ, thiếp đã yêu kẻ địch của mình, đã hoàn toàn mất hy vọng với đồng minh trước kia. Cả thân xác lẫn trái tim thiếp đều dành cho bệ hạ. Bệ hạ đừng phụ thiếp, nếu không, thiếp chỉ còn cách chết mà thôi. Bạo Quân ôm chặt nàng. Đừng nói những lời vô nghĩa, trẫm thề, dù phụ cả thiên hạ, cũng không phụ Lý Trước Trước. Sau khi Bạo Quân tỉnh rượu, hắn không hề nuốt lời, mà nghe theo lời khuyên của nàng, ban chiếu gả công chúa Nhàn Trinh cho tể tướng Mạnh Phổ. Bất ngờ là Nhàn Trinh phản đối mạnh mẽ, còn Mạnh Phổ lại vui vẻ chấp nhận. Ban đầu, trong tính toán của Bạo Quân, Mạnh Phổ cưới một người phụ nữ hắn ta không thích và đặc biệt là phiền phức, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, khiến hắn ta phải phân tâm về chính trị, coi như làm giảm áp lực cho mình. Nhưng không ngờ, Mạnh Phổ lại hồ hởi chấp nhận hôn phối được ban. Ngược lại, công chúa Nhàn Trinh từ chối không chấp nhận, tức giận đến mức dùng ná bắn Bạo Quân. Bạo Quân bịt mắt, mắng Nhàn Trinh một trận thối mặt, ra lệnh cho hộ vệ của công chúa giam nàng ta lại cho đến khi ngoan ngoãn. Tối đó, khi nàng bôi thuốc cho vết thương ở lưng Bạo Quân, nàng an ủi hắn. Bệ hạ, dù sao Nhàn Trinh cũng là muội muội ruột thịt của chàng, đừng lúc nào cũng giam cầm muội ấy. Muốn muội ấy tự nguyện gả cho Mạnh Phổ, thiếp có một kế. Tiểu yêu tinh, nàng lại có kế gì lạ sao? Nàng liếc hắn một cái. Chàng còn nhớ công chúa nghe lời ai nhất không? Bạo Quân đặt tay lên trán suy nghĩ. Sư phụ của nàng, U Dương Cáp. Đúng vậy, thế thì chúng nàng tìm U Dương Cáp đến, công chúa chắc chắn sẽ nghe lời ông ấy. Chỉ là không biết U Dương Cáp đi đâu mất tiêu rồi, mất tích đã hơn một năm. Bạo Quân, khụ khụ, ông ta ở ngục Bắc Uyên. Có một lần phạm thượng, bị trẫm giam vào đó. À, ra là vậy. Nàng hiểu ra. Chàng xem, vì việc hôn nhân đại sự của công chúa, có thể tạm thời đưa U Dương Cáp từ ngục Bắc Uyên về để ông nàng vạch tội cải tạo, thuyết phục công chúa được không? Đến lúc đó, chàng có thể tống ông ta trở lại ngục Bắc Uyên hoặc ân xá, đều được. Đã đến ngục Bắc Uyên, người đó mãi mãi không thể được ân xá. Bạo Quân lạnh lùng nói, vậy thì đưa ông ta trở lại ngục Bắc Uyên. Bạo Quân đẩy nàng ra, tự buộc dây lưng, xuống giường. Hắn đi tới cửa sổ, đứng chắp tay sau lưng nhìn ra cơn mưa bên ngoài. Được. Mối quan hệ giữa người với người luôn biến đổi. Nàng tưởng rằng công chúa Nhàn Trinh thích Mạnh Phổ, không ngờ nàng ta đã thay lòng. Bạo Quân tưởng rằng nàng và Mạnh Phổ có tình, thực ra từ lâu hai người đã là người dưng.
Nàng tưởng rằng Bạo Quân chỉ coi nàng như trò chơi mới mẻ, nhưng hắn lại tin tưởng nàng nhất. Nàng nói với Mạnh Phổ, ngày mùng 5 tháng này, vào lúc canh ba, Bạo Quân sẽ cử một đội quân tinh nhuệ tới Ngục Bắc Uyên. Đến lúc đó, Mạnh Phổ chỉ cần theo dõi đội quân đó, sẽ tìm ra được vị trí của Ngục Bắc Uyên. Mạnh Phổ vỗ về vai nàng. Trước, cảm ơn nàng, bây giờ nàng có thể rời khỏi Bạo Quân rồi, nơi ở ta sẽ sắp xếp cho nàng. Chàng sắp xếp cho thiếp đi đâu? Nàng hỏi anh Mạnh Phổ. Châu Thành, quê hương của chúng ta. Nàng cười, cười một cách bất đắc dĩ. Chàng không trở về cùng ta sao? Ngài ta im lặng, nàng nói. Chàng sử dụng thiếp xong, rồi đẩy thiếp đến nơi xa xôi, không còn làm phiền chàng được nữa à? Mạnh Phổ thở dài. Không phải, trước. Sự thống trị của Bạo Quân sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ, nàng ở kinh thành không an toàn, ta mong nàng có một cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Mạnh Phổ đứng dậy muốn đi, nàng chạy đến ôm lấy eo hắn, đầu tựa vào lưng hắn. Mạnh Phổ, thiếp lại cho chàng một cơ hội, lần cuối cùng. Chàng có từng yêu thiếp không? Chưa từng. Mạnh Phổ giằng mình ra, vung tay áo bước đi. Nàng cười lớn, hướng về bóng lưng tuyệt tình của hắn ta và nói. Mạnh Phổ, chúc chuyến đi của chàng thuận lợi, sớm trở về. Sau khi đội quân do Bạo Quân phái đến Ngục Bắc Uyên xuất phát, Mạnh Phổ cũng theo dõi họ khởi hành. Những chuyện còn lại không còn là việc nàng phải lo lắng. Nhưng nàng lại cảm thấy rảnh rỗi, bất chợt, nàng bắt đầu giúp công chúa Nhàn Trinh chuẩn bị cho hôn lễ. Bạo Quân thấy nàng bận rộn đến mức chân không chạm đất thì châm biếm nói. Đừng vui mừng quá sớm, nếu U Dương Cáp không thể đến, Nhàn Trinh không chịu gả, thì đám cưới này tổ chức cho ai xem. Nàng vòng tay qua cổ chàng, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Vậy thì chúng ta thành thân. Ánh mắt Bạo Quân chợt trầm xuống. Nàng nghiêm túc đấy à? Chàng quên rồi sao? Ta chỉ có thể nói thật. Bạo Quân vuốt cằm nàng, chậm rãi nói. Mỹ nhân, hãy nhớ vị trí của mình, nàng xứng với địa vị hoàng hậu sao? Nàng sững sờ một lát, buông hắn ra. Đúng, nàng cần phải nhớ vị trí của mình. Ngày đại hôn của công chúa Nhàn Trinh, cuối cùng U Dương Cáp cũng trở về từ Ngục Bắc Uyên. Ông ta và công chúa đã nói chuyện trong một thời gian dài, cho đến khi cửa mở ra, công chúa bước ra với vẻ mặt bình tĩnh để cung nữ giúp mình mặc hỷ phục. Nàng ta đồng ý gả. Mọi chuẩn bị cho công chúa Nhàn Trinh đã sẵn sàng, nhưng phía Tân Lang lại xảy ra biến cố. Mạnh Phổ mất tích. Từ ngày mùng 5, hắn ta đã cáo bệnh, không gặp ai. Không ai biết hắn ta đang ở đâu. Chỉ có nàng biết, hắn đã theo dõi đội quân cấm vệ đi đến Ngục Bắc Uyên. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, hắn đã tìm ra được vị trí của Ngục Bắc Uyên và giải cứu tất cả tù nhân ở đó. Sau đó, như thể chẳng có chuyện gì, trở về cưới công chúa. Hắn sẽ tìm một thời điểm thích hợp, thiết lập liên minh với những cao thủ mạnh được cứu từ Ngục Bắc Uyên, thực hiện một cuộc nổi loạn, lật đổ sự thống trị của Bạo Quân. Nhưng đến bây giờ, U Dương Cáp đã trở về, Mạnh Phổ lại hoàn toàn mất tích. Không có Tân Lang, hôn lễ này làm sao tiến hành? Toàn bộ quan viên và dân chúng trong thành đều trông ngóng. Chờ đợi trước kiệu hoa, sắc mặt của công chúa Nhàn Trinh dần trở nên tồi tệ, nàng thấy không thể chần chừ thêm nữa, liền kéo một hộ vệ bên cạnh công chúa, đeo hoa đỏ lên người hắn rồi nói. Ngươi làm Tân Lang đi. Hộ vệ bối rối, công chúa Nhàn Trinh sững sờ một lát, rồi nhìn về phía hộ vệ, ánh mắt đầy tình tứ. Nàng đã nhìn ra từ lâu, công chúa Nhàn Trinh thích vị hộ vệ trắng trẻo, dễ thương này. Chỉ là hai người chênh lệch thân phận quá lớn, không dám tỏ bày tình ý. Bây giờ, nàng giúp họ kết mối hôn sự, hai người họ mừng rỡ vô cùng. Vì thế, hộ vệ đưa công chúa dịu dàng vào hỷ đường, nhất bái thiên điện, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, sau đó tiến vào động phòng. Mọi chuyện trơn tru vô cùng, chỉ có Bạo Quân là sắc mặt u ám. Lý trước, chỉ thế này mà nàng đã gả muội trẫm cho một hộ vệ sao? Nàng nói, bệ hạ đã có được Mạnh Phổ, còn quan tâm đến việc mất đi một muội sao? Bạo Quân giật mình, ánh mắt nhìn nàng dần trở nên nghiêm túc. Lý trước, nàng biết được bao nhiêu? Thiếp biết tất cả. Vậy, tất cả đều do nàng lên kế hoạch à? Lên kế hoạch sao? Cũng không hẳn, chỉ là giúp đỡ một chút mà thôi. Mục đích của nàng từ đầu chỉ là muốn đưa Mạnh Phổ vào Ngục Bắc Uyên để hắn sống, nhưng biến mất mãi mãi. Nàng khích lệ Bạo Quân cử người đến Ngục Bắc Uyên đón U Dương Cáp, lại chia sẻ tin này cho Mạnh Phổ. Nàng tin chắc rằng hắn sẽ đi, và chỉ cần hắn đi thì không thể trở lại được nữa. Hắn đã bị hạ độc, còn độc là do lần nàng chữa thương cho hắn đã hạ. Trong lọ sứ nhỏ màu xanh lá cây đựng bột đỏ, một loại độc dược mãn tính, khi độc phát sẽ khiến người nàng bị liệt tứ chi, mất khả năng di chuyển. Ô phải rồi, lúc đó hắn còn hỏi nàng đó là thuốc gì, nàng nói đó là độc dược mãn tính, hắn chỉ cười qua loa. Đáng chết, hắn chưa bao giờ coi lời nàng nói ra gì. Còn thuốc nàng dùng cho Bạo Quân, trong lọ sứ xanh nhạt chứa bột trắng, đích thực là thuốc tốt để cầm máu.
Sau khi Mạnh Phổ lên đường, nàng đã cho người gửi một bức thư nặc danh đến Bạo Quân, thông báo cho hắn biết Mạnh Phổ theo dõi đội quân cấm vệ để tìm vị trí của Ngục Bắc Uyên. Bạo Quân chắc chắn sẽ lập mưu, giăng bẫy, bắt giữ Mạnh Phổ. Chính xác như vậy, Bạo Quân cười ha ha, nói với nàng. Đúng vậy, ta đã bắt được Mạnh Phổ, ta cũng đã cho cấm vệ quân ném hắn ta vào Ngục Bắc Uyên. Nếu không có gì bất ngờ, thì cả đời này hắn ta đừng mong được ra. Không những không ra được, mà cũng sẽ không có người nào biết hắn ở đâu, sẽ không có người lại giống hắn, tận tâm tận lực đi tìm trung thần trong Ngục Bắc Uyên. Cuối cùng, hắn sẽ từ từ bị quên lãng. Những công danh hắn theo đuổi, sứ mệnh hắn cho rằng mình mang trên vai, tất cả đều thành cho bụi. Gió bắt đầu thổi, nàng ôm chặt hai cánh tay. Bạo Quân ôm lấy nàng từ phía sau, tựa đầu trên vai nàng. Nàng đã làm rất nhiều cho trẫm, muốn gì cứ nói. Thế, nếu thiếp nói, cứ nói. Ánh mắt nàng nhìn theo những chiếc lá bị gió cuốn bay, nàng bình tĩnh, kiên định nói, thiếp muốn làm tể tướng. Nàng cảm nhận được hơi thở của Bạo Quân khựng lại, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Chàng cười khẽ, trẫm còn tưởng nàng muốn làm hoàng hậu. Nàng nói, thiếp phải xác định đúng vị trí của mình, thiếp không xứng với vị trí hoàng hậu mà. Hừ, Bạo Quân buông nàng ra. Được thôi, tùy nàng. Rồi quay lưng bước đi, bước chân rất thô bạo, thanh kiếm bên hông kêu leng keng. Nàng là người tể tướng phái tới làm gián điệp, những gì nàng nói đều là sự thật. Nhưng nàng không nói mục tiêu thực sự của nàng là loại bỏ tể tướng. Nếu có ai hỏi nàng là ai, thì nàng, Lý Trước Trước, là phu nhân của Mạnh Phổ. Một người phu nhân hắn chưa bao giờ yêu, thậm chí chưa bao giờ chạm vào. Nàng vẫn nhớ mùa xuân cách đây 6 năm, bên bờ sông Thành Châu đầy hoa đào và liễu xanh. Có một chàng trai trẻ mặc y phục màu trắng, dung mạo như ngọc đứng ngược gió. Nha hoàn chỉ vào hắn và nói, đây chính là chàng trai đã được hứa hôn với nàng. Hai gia đình là bằng hữu từ lâu. Khi nàng sinh ra, hai nhà Lý Mạnh đều là những gia tộc khá giả. Khi nàng 15 tuổi, nhà họ Lý đã trở thành dòng họ lớn nhất ở Châu Thành. Phụ thân và huynh trưởng của nàng đều là quan lại. Còn nhà họ Mạnh thì suy sụp, chỉ còn lại Mạnh Phổ là độc đinh, mà hắn chỉ là một tú tài. Nhưng phụ thân nàng vẫn giữ lời hứa, gả nàng cho hắn. Trong phòng tân hôn, hắn mở khăn che mặt của nàng, đôi mắt lạnh lẽo và nghiêm nghị. Hắn cúi sâu xuống nói với nàng, Lý Tiểu Thư, ta không thích nàng, chỉ vì muốn dựa vào quyền lực của gia tộc nàng mà cưới nàng thôi. Ta không xứng với nàng, dù nàng muốn ta chết ta cũng không từ chối. Lúc đó nàng rất sốc. Chỉ vì muốn dựa vào quyền lực của gia tộc ta mà cưới ta nói cách nào cũng quá thẳng thắn và rõ ràng. Dĩ nhiên nàng cũng không phải là người mặt dày, ngươi không thích ta thì nàng cũng không vương vấn ngươi. Từ đó, chúng nàng sống với nhau trước mặt người khác thì kính trọng, nhưng sau lưng lạnh như băng, không hề có sự gần gũi trên giường. Và dưới sự giúp đỡ của phụ thân nàng, hắn liên tục thăng quan tiến chức. Một mùa xuân nữa lại đến, tròn một năm ngày nàng và Mạnh Phổ thành hôn. Từ sáng hắn đã rời nhà đi công vụ, mãi đến đêm khuya chưa trở về. Nàng đi dạo trong vườn, thổi chơi vài cơn mưa hoa đào, rồi quay vào phòng. Trong phòng chưa thắp đèn, nàng ngồi trong bóng tối, tâm trạng càng lúc càng chịu nặng, lặng lẽ rơi lệ. Khóc đủ rồi, nàng châm lên một ngọn nến, chuẩn bị rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Ngay khi quay người, ánh nến chiếu lên bình phong, phản chiếu bóng dáng một người đen kịt. Có kẻ trốn sau bình phong. Nàng rút thanh kiếm treo tường, chỉ vào bóng người kia, giọng nghiêm nghị. Ngươi là ai? Đến nhà ta làm gì? Người kia cười nhẹ. Ta đến đây để cùng phu nhân trải qua đêm xuân cô đơn này. Hái hoa tặc à? Ừ, nàng thích. Nàng buông kiếm, thổi tắt nến. Bóng dáng người kia chìm vào đêm tối, nàng hỏi hắn. Ngươi đến nhà ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Đến trộm vài thứ, nhưng bị bẫy ở ngoại viện làm bị thương, chỉ có thể mượn phòng của phu nhân một chút. Ồ, ra là một kẻ trộm, nàng lại hỏi hắn. Thương tích có nặng không? Khá là ổn, chỉ là máu cứ không ngừng chảy. Trên bàn trang điểm của ta, trong ngăn kéo có một lọ sứ nhỏ màu xanh nhạt, bên trong có thuốc cầm máu, ngươi thử bôi xem. Cảm ơn phu nhân. Chỉ nghe tiếng sột soạt một hồi, hắn thở phào một cái. Đỡ hơn nhiều rồi. Nàng bước qua bình phong, từ từ tiến lại gần hắn. Trong phòng quá tối, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn ngồi trên giường của mình, mùi máu tanh và mồ hôi phả ra từ người hắn rất đặc biệt, làm nàng mê muội. Nàng bước đến gần, dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng khi tay vuốt qua, cảm nhận được đường nét rõ ràng, một khuôn mặt tuấn tú. Nàng hỏi hắn, nhà ngươi sẽ làm gì để cùng ta trải qua đêm xuân cô đơn này đây? Hắn không nói gì, bất ngờ ôm lấy eo nàng, đè xuống giường. Đêm đó, hoa đào rơi rụng, gió xuân nổi lên. Nàng chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Sự đê mê của thể xác cộng với sự giải phóng của tâm hồn và cả cảm giác thỏa mãn khi trả thù Mạnh Phổ. Hai quấn quýt với nhau cho đến trước bình minh,
Hắn an ủi ta một hồi. Ta nên đi rồi, hẹn gặp lại. Hắn đứng dậy mặc quần áo, nàng vòng tay qua lưng hắn. Ngươi tên là gì? Diệp Phong. Sau khi Diệp Phong đi, nàng trở lại cuộc sống thường nhật, yên bình và cô đơn, như dòng nước chết khiến người nàng tuyệt vọng. 2 năm sau, Mạnh Phổ được điều chuyển về kinh thành làm quan, vì nàng bị bệnh nên đã ở lại Châu Thành 1 năm mới lên kinh tìm hắn. Lúc đó hắn đã có thiếp thất. Lúc đó nàng mới biết, người phụ nữ đó chính là Thanh Mai Trúc Mã của hắn. Sau khi gia tộc sa sút, nàng ta đã trôi dạt đến kinh thành và sống trong thanh lâu. Việc đầu tiên Mạnh Phổ làm khi đến kinh thành chính là trục thân cho nàng ta và dùng kiệu hoa đỏ rước nàng về nhà qua cửa chính. Còn nàng không được ở trong Mạnh Phủ mà phải ở ngoại trạch. Như thể nàng mới là thiếp, nàng không gặp lại Diệp Phong nữa, có lẽ hắn đã chết. Nhưng nàng vẫn nhớ về đêm xuân ấy, về những âu yếm hắn mang lại. 1 năm sau, Mạnh Phổ được bổ nhiệm làm tể tướng. Đó là khoảnh khắc rực rỡ nhất đời của hắn, hoa tươi khoe sắc, lửa cháy dữ dội. Nhưng không lâu sau đó, hoàng đế đã coi trọng hắn qua đời, người kế vị không phải là đại hoàng tử mà mọi người mong đợi, mà là nhị hoàng tử. Việc này đã khiến cho Mạnh Phổ cùng triều thần bất bình. Không chỉ vì thân phận, mà nhị hoàng tử vốn đã có tiếng xấu, tính tình bạo ngược, tham lam sa đọa. Họ gọi người ấy là Bạo Quân. Chỉ sau khi Bạo Quân lên ngôi, nàng mới biết tên của chàng là Diệp Phong. Nàng tìm đến Mạnh Phổ, nói với hắn hãy đưa nàng vào cung, nàng sẽ giúp hắn loại bỏ Bạo Quân. Vào thời điểm đó, Diệp Phong gần như phát điên, ra lệnh bắt giữ tất cả các nữ nô, đưa vào cung để phục vụ lạc thú của mình. Thiếp thất của Mạnh Phổ chính là nữ nô, nàng ta hoảng sợ một thời gian, lại thêm bị cảm lạnh, cuối cùng đã qua đời. Mạnh Phổ vừa giận vừa hận, trong lòng hắn chỉ muốn báo thù, không suy nghĩ nhiều, liền cho nàng giả dạng thiếp thất của mình, dưới danh nghĩa một vũ nữ, đưa vào cung. Và nàng rất nhanh nhận được sự sủng ái của Bạo Quân. Trong 3 tháng thân mật với Bạo Quân, nàng cùng hắn ăn cơm, cùng hắn ngủ, cùng hắn tán gẫu, chỉ không gửi tin tức về cho Mạnh Phổ. Cho đến một ngày, nàng chán trường, chuẩn bị ra tay với Mạnh Phổ. Vì vậy, nàng tự nhận mình mắc một căn bệnh, bệnh chỉ có thể nói sự thật. Nàng thực sự không muốn như vậy, điều nàng mong đợi chỉ là cùng Mạnh Phổ về quê, mua một căn nhà lớn, sinh mấy đứa trẻ nghịch ngợm, sống một cuộc sống bình dị. Nhưng hắn lại ép nàng quá mức. Sau khi mọi thứ trôi qua, vào một ngày xuân, nàng cùng Bạo Quân du thuyền trên sông Châu Thành. Bạo Quân hỏi nàng, bệnh của nàng đã khỏi chưa? Nàng nói, trước mặt chàng, không thể nào khỏi được. Bạo Quân ôm nàng chặt hơn, vô cùng sủng ái. Biết chẫm nhận ra nàng lúc nào không? Hả? Chẳng phải là ngay từ đầu sao? Nàng tưởng rằng mình nhanh chóng nhận được sủng ái của hắn là vì hắn nhận ra nàng. Chẫm không phải người nhạy bén, trước kia chỉ thấy nàng ưa nhìn, không hiểu sao lại thích. Cho đến khi nàng rắc thuốc lên vết thương cho chẫm, trong lọ sứ nhỏ màu xanh nhạt đó là bột trắng, rắc lên vết thương liền giảm đau và cầm máu. Nàng cười mà không nói gì, tựa vào lòng Bạo Quân, ngắm nhìn hoa đào và liễu xanh bên bờ sông, hải âu trao lượn. Đúng rồi, khi nào thì Lý Tể Tướng sẵn lòng trở thành hoàng hậu của chẫm? Không làm hoàng hậu nữa, thiếp có bóng ma khi làm vợ người ta. Việc làm vợ Mạnh Phổ vài năm đã làm nàng sợ hãi. Vậy được, vậy chẫm chỉ có thể cô độc một đời. Không sao, thiếp sẽ ở bên cạnh bệ hạ, chúng ta quân vương và tể tướng một nhà, thân càng thêm thân. Bạo Quân một tay giữ gáy, một tay ôm eo, đẩy nàng xuống khoang thuyền. Thân thuyền bắt đầu dao động, tạo nên những gợn sóng mơ hồ trên dòng nước xanh.